Nghệ sĩ Nam Hùng vì chọn vai kép độc mà bị lên án khi nên duyên với Thanh Thanh Hoa, bị người đời cho là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Mất cha lại thiếu mẹ từ nhỏ, ân nhân cả đời của ông chính là bà Phùng Há. Liệu cuộc sống sau năm 75 quyết định ở lại quê hương sẽ cho ông cuộc sống gì? Hãy cùng tôi đón xem nhé! Nam Hùng có tên thật là Nguyễn Suý, sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hà Nam vào năm 1937. Tuổi thơ của ông không hề êm đẹp mà trôi qua trong sự lưu lạc, phiêu bạt cùng cha theo các đoàn hát. Cha ông là người bán cà phê cho các đoàn hát, và cậu bé Nguyễn Suý nhỏ tuổi đã sớm làm quen với không khí sôi động của sân khấu, với những tiếng hát vọng cổ du dương, với ánh đèn lung linh và nụ cười rạng rỡ của khán giả. Cậu bé nhỏ tuổi đã bắt đầu thấm nhuần nếp sống của gánh hát, ngay từ những lúc còn chưa hiểu đến nghĩa của những lời ca vọng cổ. Có lẽ chính vì sự tiếp xúc sớm với thế giới cải lương đã nhen nhóm trong lòng cậu bé Nguyễn Suý một niềm đam mê mãnh liệt. Cậu thường lén lút bắt chước những anh chị nghệ sĩ, vừa chơi vừa hát, vừa diễn trước mặt cha và những người bạn đồng lứa. Trong những khoảnh khắc ấy, Nguyễn Suý như đã thấy mình là một nghệ sĩ thật sự, được ánh đèn sân khấu tỏa sáng, được khán giả vỗ tay hoan hô. Nhưng biến cố đau lòng đến với Nam Hùng khi ông mới 4 đến 5 tuổi. Cha ông trở về bắt tìm mẹ và không may mất luôn ở đó, để lại cậu bé Nguyễn Suý côi cút trong gánh hát. Cậu bỗng dưng mồ côi, rời xa gia đình và phải chịu đựng nỗi đau lòng thâm thẳm. Ông phải sống trong gánh hát, nhận sự chăm sóc của những người lạ mặt và luôn mong mỏi được gặp lại mẹ. May mắn thay, ông được nghệ sĩ nhân dân Phùng Há nhận làm con nuôi. Phùng Há là một người phụ nữ tâm huyết với nghệ thuật cải lương, và bà đã luôn quan tâm đến những đứa trẻ côi cút. Bà cho Nam Hùng ăn học tử tế, dạy dỗ và truyền nghiệp hát cho ông. Bà như một người mẹ thứ hai của Nam Hùng, luôn chăm sóc yêu thương và hướng dẫn ông trên con đường nghệ thuật. Năm 16 tuổi, Nam Hùng đã xin mẹ nuôi cho đi theo đoàn hát Hương Hoa và lấy nghệ danh là Nam Hùng. Niềm đam mê cải lương ngấm vào máu thịt của ông từ thời ấu thơ, khiến cho ông quyết tâm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Với giọng ca trầm ấm, ngoại hình sáng sủa, Nam Hùng hội đủ mọi yếu tố để trở thành kép chánh kép mùi. Tuy vậy, ông lại chọn con đường khó hơn, trở thành kép độc, chuyên đóng vai phản diện. Ông có thể dễ dàng trở thành kép chánh, nhận được sự yêu mến của khán giả và được thừa hưởng sự ủng hộ của mẹ nuôi Phùng Há. Nhưng Nam Hùng lại chọn con đường khó khăn hơn, con đường của kép độc, con đường đầy thách thức và phải đối mặt với sự ghét bỏ của nhiều người. Nam Hùng hiểu rõ ưu thế của mình, ông biết rằng mình có giọng ca tốt và giỏi về diễn xuất. Nhưng ông không muốn chỉ đóng những vai cấp chính mà muốn tìm tòi, khám phá những vai diễn phức tạp hơn. Nam Hùng mong muốn tạo nên những nhân vật phản diện đầy sức hút, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Có lẽ chính vì sự lựa chọn này mà Nam Hùng đã trở thành một kép độc lừng danh của sân khấu cải lương Việt Nam. Ông đã chinh phục khán giả bằng sự tận tâm, sự cống hiến và sự kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Nam Hùng luôn cố gắng khắc họa nhân vật phản diện sao cho người xem ghét cay ghét đắng. Ông từng tâm sự, tôi đóng các vai kép độc cũng để cảnh báo đến người xem là cái ác, cái xấu không bao giờ dừng lại trong mỗi con người. Khi mà dục vọng, lòng tham tăng lên, không biết chế ngự thì bản thân mỗi con người đã là kép độc. Và chính những vai diễn đầy ấn tượng ấy đã đưa Nam Hùng đến đỉnh cao của sự nghiệp. Ông được biết đến qua những vai diễn để đời như Đổng Trác trong Phụng Nghi Đình, với lối diễn tài tình khiến cho khán giả phải thán phục trước sự thuyết phục của ông. Thầy Đệ trong Ngao Sò Ốc Hến, một lão già dì rất tội nghiệp, cứ khúm núm trước quan huyện nhưng lại hay trêu đùa nàng hến. Hay chủ phát viên trong Lôi Vũ, một tài phiệt gian ác, bên ngoài thì bóc lột đàn áp công nhân, về nhà lại gia trưởng đàn áp vợ con. Với tài năng diễn xuất phi thường, Nam Hùng đã được người yêu cải lương gọi là đệ nhất kép độc. Ông luôn nỗ lực và tận tâm trong mỗi vai diễn, không bao giờ cho phép mình phạm sai lầm trên sân khấu, nên đã trở thành một trong những nghệ sĩ được các bậc thầy tuồng của các đại ban sân khấu thế kỷ trước đánh giá cao. Bên cạnh sự nghiệp kép độc lừng danh, cuộc đời của Nam Hùng cũng không thiếu những biến cố và scandal. Những câu chuyện đằng sau những vai diễn đầy ấn tượng ấy, những giọt lệ đắng cay và những lời bàn tán xung quanh cuộc sống riêng tư của ông đã tạo nên một chương truyện hấp dẫn và đầy bí mật về đệ nhất kép độc Nam Hùng. Nam nghệ sĩ đã từng kết hôn với nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hoa, người đạo chính được yêu thích của sân khấu cải lương và là chủ nhân của giải thưởng Thanh Tâm danh giá năm 1961. Cặp đôi này được xem là một cặp đôi hoàn hảo trên sân khấu, với sự hài hòa giữa giọng ca trầm hùng của Nam Hùng và giọng ca mực mà của Thanh Thanh Hoa. Tuy nhiên,
sự hợp tác ấn tượng trên sân khấu lại không đi kèm với sự hài hòa trong cuộc sống riêng tư. Cuộc hôn nhân này đã gặp phải sự chống đối của dư luận xã hội vì sự chênh lệch trong sự nghiệp và tầm vóc của hai người. Dư luận cho rằng một kép độc như Nam Hùng không xứng đáng với một đào chính như Thanh Thanh Hoa. Những lời bàn tán, những ánh mắt khinh bỉ đã khiến cho cả hai phải chịu đựng sự áp lực của dư luận. Nam Hùng là người chọn con đường kép độc, chuyên thể hiện những vai diễn phản diện, nhưng lại bị dư luận xem như là một người ác độc trong đời thường. Sự chống đối này đã khiến cho ông cảm thấy bất an và không thể tự do phát triển sự nghiệp của mình. Thanh Thanh Hoa cũng bị ảnh hưởng nặng nề tới sự nghiệp. Khán giả lẫn báo chí cho rằng cô không nên kết hôn với Nam Hùng và sự nghiệp của cô dần suy giảm. Cô bị rớt xuống đào gì, mất đi vị thế trên sân khấu và không còn được nhận những vai diễn quan trọng như trước đây. Sự tan vỡ của hôn nhân này đã để lại những vết thương lòng sâu thẳm cho cả hai. Mối tình của họ là một bi kịch nhỏ trong làng cải lương, một chứng minh cho sự phản ứng của xã hội đối với những người làm nghệ thuật và sự khó khăn trong việc giữ gìn tình yêu và sự nghiệp trong một thế giới đầy áp lực. Tuy nhiên, sau biến cố hôn nhân lần thứ nhất, nghệ sĩ Nam Hùng lần nữa may mắn có được hạnh phúc. Sau năm 1975, ông nên duyên lần hai với nghệ sĩ ưu tú Tô Kim Hồng. Cuộc hôn nhân này cũng không né tránh được những lời bàn tán và dư luận xung quanh sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Dư luận xã hội luôn quay lưng với cặp đôi. Những lời nhạo báng và sự khinh bỉ đã khiến cho họ phải chịu đựng sự áp lực và những giọt lệ đắng cay. Tuy vậy, Nam Hùng và Tô Kim Hồng đã bỏ qua những lời bàn tán ấy và sống với nhau hơn 40 năm. Họ luôn ở bên nhau trong những khoảnh khắc khó khăn, cùng chia sẻ những nỗi vui nỗi buồn của cuộc sống. Tình yêu của họ đã vượt qua những thử thách của dư luận, của sự chênh lệch tuổi tác và của những biến cố của cuộc đời. Những scandal và biến cố gia đình không làm cho Nam Hùng gục ngã mà càng thêm kiên trì theo đuổi sự nghiệp của mình. Ông luôn coi trọng nghề hát và luôn mong muốn góp phần cho sự phát triển của sân khấu cải lương Việt Nam. Nam Hùng đã tận tụy góp phần xây dựng ban ái hữu nghệ sĩ và chùa nghệ sĩ. Sau ngày đất nước thống nhất, sân khấu cải lương dần suy giảm, khiến cho cuộc sống của Nam Hùng và Tô Kim Hồng gặp nhiều khó khăn. Họ phải mở quán phở mưu sinh và phải dời nhà liên tục vì không đủ tiền thuê mặt bằng. Cuộc sống của họ không còn sự sang trọng như trước đây, mà trở nên khổ cực hơn. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, Nam Hùng vẫn luôn giữ gìn tấm lòng vàng trong sự nghiệp nghệ thuật và trong cuộc sống. Ông luôn quan tâm đến những nghệ sĩ cơ khổ. Đặc biệt, Nam Hùng còn là người tạo ra quỹ giúp nghệ sĩ nghèo cách đây khoảng 20 năm. Người nghệ sĩ ấy luôn tận tụy trong công tác xã hội, vận động tiền bạc lo cho nghệ sĩ nghèo, giúp đỡ những ai đau yếu, tàn ma. Hơn 20 năm vác tù và hàng tổng, Nam Hùng đã tận hiến sức mình cho sân khấu và cộng đồng. Nếu quý vị khán giả cũng có những kỷ niệm đẹp về nghệ sĩ Nam Hùng thì đừng ngần ngại để lại bình luận chia sẻ cho kênh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để đón xem thêm nhiều video sau này.